À, chị kết hôn và hiện tại chị đang có mấy bé rồi ạ? Hiện tại chị đang có một bé, là bây giờ là khoảng gần 11 tháng. À, vậy là cũng mới. Như vậy thì chắc không có quên cái ngày mà cấn bầu đâu ha. Dạ không, chị không bao giờ quên. Khi biết tin có thai là câu chuyện đã xảy ra như thế nào ạ? Với bản thân Tú, làm như là khi mà mình biết mà mình có em bé, có nghĩa là cái việc đó kiểu như mình cảm giác là mình sẽ có rồi. Tại vì từ trước đến giờ những cái món ăn mà ví dụ em thường hay ăn, tại sao khi mà mình nghe cái mùi đó tự nhiên mình cảm giác là mình không muốn ăn cái món đó nữa, mà cái cảm giác trong người mình rất là kỳ. Thì trong một buổi sáng đẹp trời thì em dậy sớm, cái em đi thử que thì ngay chốc là hiện ra hai vạch. Thì ổng đang nằm quen, em với em khều ổng, em kêu Khánh à, anh Khánh, cái em đưa. Thì ông xã mở mắt ra, em đưa cái que trước mặt, mở mắt ra không nói gì hết, em không nói gì hết, em không nói gì hết, đang nằm thì em đưa thẳng lên mặt vậy thôi. Dạ kiểu như là hồi đầu kiểu đang đứng hình vài giây cái lát hồi ủa thiệt hả. Xong rồi sau đó ông đi ra ông tắm, thì ông ngồi trong toilet, ông nhắn tin ngồi vô cho em hả. Thì xong nó ủa em ơi thiệt hả hay là giỡn, nó ai đi thì ai đi giỡn mấy cái này cha. Rồi xong thì lúc đó bắt đầu thì hai đứa mới chiều là đi vô bệnh viện khám. Đó là có thai là 6 tuần. Tụi em có nói em nói thôi khoan để từ từ rồi về nói ba mẹ. Tại vì lúc đó thì kiểu như ở độ tuổi của em thì em nghĩ là việc đó là việc bình thường, em có thể nói chuyện với mẹ em bình thường. Yeah. Nhưng mà có cái là ông xã em thôi. Tại vì thực ra là ông xã em trẻ hơn em 5 tuổi. Thì tất cả mọi thứ nó chỉ mới bắt đầu thôi. Yeah. Tính em từ trước thì em rất là thực tế. Bây giờ mình không có tránh né được cái việc nó đã hiển nhiên là như vậy rồi, mình phải đối mặt, phải giải quyết nó như thế nào. Cái lúc đó ông xã mới nói thôi thì cũng chứ thôi cũng về nói chuyện với ba mẹ. Thì em cũng có nói chuyện với ông xã em, gọi là em không đặt vấn đề về chuyện cưới sinh. Tại vì em sợ. Thứ nhất là sao, là ông xã em nhỏ tuổi hơn em. Yeah. Mà lúc đó là tụi em cũng mới quen nhau vài tháng. Lại cái nữa là gia đình của ông xã em là khác hoàn toàn với cuộc sống của bên em. Tại vì em là một người làm nghệ thuật thì kiểu như em có rất nhiều hình xăm. Thì lúc đó là thực ra là bên nhà chồng em chưa có hiểu gì về em, thì chỉ nghĩ là à, bạn bè thì quen yêu nhau vậy thôi. À như vậy Tú ơi, cái này em sợ là em sợ hôn nhân hay em sợ là phía bên kia không chấp nhận mình? Cả hai à. Cả hai luôn. Thực ra là lúc đó là em chỉ nghĩ có con là việc ok. Đúng nhưng rồi. Mà có nghĩa là em bị một phần là em cũng còn cái tâm lý về việc là em sẽ đám cưới. Sau đó thì rồi mọi thứ thì cũng diễn ra như dự định, là đến tháng thứ 7, tháng thứ 8 tụi em cưới. Lúc đó là em đang có baby, lúc đó là thời điểm đó là 4 tháng. Thì giống như là mọi thứ nó diễn ra đến bản thân em nha. Nhiều khi bây giờ em ngồi em suy nghĩ lại là em vẫn chưa tin được là em đã có chồng, có con. Đó, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh. Rồi. Đúng rồi. Trong quá trình mà chị mang bầu như vậy thì chị có xảy ra những cái biểu hiện giống như là thai nghén hay là tăng cân, giảm cân bất thường? Rất nhiều luôn. Là em bị nghén tới khoảng tháng thứ 5, là thời điểm là em ngủ ly bì, 7 giờ tối là em phải đi ngủ. Em chỉ muốn ngủ thôi. Em chỉ ngủ, em ngồi bạ đó, em ngủ đó. Rồi nghén có nghĩa là những món ăn trước giờ mình hay ăn mình thích. Đừng nói đất nghe mùi nha, em nghĩ tới thôi là em muốn nói rồi. Yeah. Thì lúc đó là em chỉ ăn rau, ăn chay với lại em ăn cá. Hồi trước em ăn cay rất nhiều. Đến lúc này em không thể ăn cay. Đến bây giờ, giống như là bây giờ em chỉ ăn có chút xíu thôi là em đã cay không chịu. Nghĩa là mình đã bị thay đổi rất là nhiều từ bên trong do cái quá trình đó. Dạ. Thay đổi hẳn tới bây giờ luôn. Thay đổi hẳn. Không, như hồi trước cũng không ăn ngọt nhiều. Rồi lúc bầu là ăn ngọt kinh khủng khiếp. Ủa chị ăn ngọt nhiều vậy là chị có tăng cân nhiều không? Không, nếu mà chính xác trong quá trình thai kỳ là chị tăng 7 kg. Chị có đến lúc mà cái tháng mà gần sinh, trong khoảng 3 tuần đổ lại là tăng thêm khoảng 2 kg mấy nữa, tại vì lượng đường bị tăng. Nên cái lúc mà vô phòng chuẩn bị sinh, thèm quá chịu nổi buổi tối. Em nhập viện có chút một ngày, trước khi đi đẻ là còn làm móng, nối mi các kiểu. Thì hôm đó là dự sinh của em luôn ngày chủ nhật. Thì là ngày thứ 7 là em nhập viện, thì em đi vô em khám. Trời ơi, bác sĩ nói em là nở 2 phân rồi. Yeah. Mà lúc em còn đi lon ton vô em cầm 2 ly nước mía, em uống lần là 3 ly nước mía. Mà qua hôm sau thật ra em đau đẻ tới mười mấy tiếng, vô thuốc giảm đau tới mức mà có nghĩa là em bị kháng thuốc giảm đau luôn. Thì lát hồi bác sĩ mới nói là bây giờ là chích cho em một cái mũi cuối cùng, gọi là giống như là kích tử cung hay sao á. Thì ai ngờ đâu kích vô tầm khoảng vài phút sau là bắt đầu nở. Thì là lúc đó bác sĩ đỡ đẻ em vô là coi như là em hít một hơi rưỡi đó, em đặng cái ọt cái là ra. Yeah. Cái cô bác sĩ mà đỡ đẻ cho em cũng nói là với những người khác họ không biết hít thở rặn đẻ, nhưng mà em là em phải biết tại vì em đi hát. Thì bây giờ chị chỉ phải biết. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ em hít một hơi vô, em còn nhớ là một hơi vô là 3 lần mình đặn. À. Ra xong là em hít một hơi nhẹ nữa xong là ông kia ra luôn. Giá trị của học thanh nhạc đó là đi xin rất là nhanh. Không, em không có học. Em không có học, nhưng mà tại vì mình cơ bản mình hát là mình phải lấy hơi từ ở trong ở đây mình đẩy ra. Mấy chưa? Thôi Thanh. Phải vậy, phải vậy. Thôi. Em cũng sợ lắm, em cũng nói là người ta làm được, mình phải làm được. Dạ. Yeah. Khi mà đẻ bé xong rồi trong bệnh viện là chồng chị là phụ chăm chị hả? Đúng rồi, ở suốt như thời điểm là ổng làm công ty. Dạ. Yeah. Là từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi mới về. Thì tắm dù buổi sáng là bắt đầu ổng chăm con, bắt đầu là buổi tối là ổng kêu là em ngủ đi. Thì nhiều cái lúc mà em cứ giật mình vậy giữa chừng em thấy ổng mồng nhóc con tay mà ổng ngủ.
khổ lắm mà. Cái xong nó không, anh làm được. Rồi anh làm xong mà sáng thì mẹ em thay, mẹ em bồng bà ngoại bà nội chăm, để cho chồng em ngủ chút xíu đến trưa đi làm. Thời gian đầu rất là vui, đi về nhà mọi thứ mới mẻ mà mình có thêm thành viên. Thực ra em cũng không nhớ chính xác là thời điểm nào bắt đầu được em rơi vô cái gọi là cái trầm cảm sau sinh. Bớt vui là bản thân em là em cũng nghĩ là nó sẽ không thể xảy ra đối với em, tại vì gia đình em nó cũng vui vẻ hết. Bác sĩ khám em là nói là em bị mất chất quá nhiều, năm ra là em không thể cảm nhận được vị giác trong cái lưỡi em ăn gì không được. Dạ. Yeah. Là cứ bưng mâm cơm ra ngồi nhìn bỏ vô miệng là không cảm nhận được cái vị đó luôn, không nếm được. Em mất hoàn toàn, em không ăn được thì làm sao em có sữa cho con bú. Mà lúc đó kiểu mẹ chồng em rồi mẹ em nấu đồ ăn các kiểu, có giờ em cứ ngồi nhìn mâm cơm, kiểu em nhìn một cách chán nản mà bỏ miệng, bắt đầu em cấu gắt. Mình không có sữa cho con, mình căng thẳng, bắt đầu mình cấu gắt cái việc đó. Ngồi một phần nữa là sao, tại vì từ trước giờ tính em là em đi làm, em ở ngoài đường. Bây giờ sáng mở mắt ra, bốn bức tường xung quanh mình, đến mức mà em không bước ra khỏi phòng, đừng nói chi bước ra khỏi nhà, em không bước ra khỏi cái phòng em luôn. Cứ quanh quẩn vậy đó. Chứ ổng thì ổng đi làm, ổng cứ nhắn tin gọi về suốt. Mỗi lần nhắn tin chỉ cần thấy cái nhắn thôi, em đang làm gì đó khóc. Ổng gọi điện, ổng mới về họ chưa trả lời khóc. Không ai làm gì cũng khóc, mẹ em vô kêu ăn cơm đi, nhiều nhìn ăn cơm khóc. Bồng con trên tay con ngủ nhìn con cũng khóc. Một cái mà sự trầm cảm không hiểu lý do vì sao. Không hiểu. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra là mình đang bất thường không? Không hề. Em cấu gắt với tất cả mọi người, em à, quát mẹ em luôn. Mà mình quậu, mình khóc là cái chuyện bình thường. Chứ mình đúng không rồi, nghĩ rằng rồi. Đó là những cái dấu hiệu mà mình phải xem xét lại. Tại vì thực ra từ trước đến giờ em là một người rất dễ cọc tính. Kiểu em hay to tiếng, em hay phá ra. Nhưng mà xong rồi thôi thì em nghĩ đó là một chuyện bình thường. Rồi em quát mẹ em luôn. Em đứng trước gương, em nhìn bản thân em á, em thấy sợ. Sao vậy chị? Tại vì mình quá ghê á em. Đúng rồi em, một sau một thai kỳ rồi mình bị thay đổi về cơ thể rồi thần sắc. Thực ra nói tới bây giờ mà em vẫn còn sợ. Em nhìn tự nhiên em nghĩ là tới hình ảnh đó em sợ kinh khủng luôn. Đầu tóc mình là xồm xoàm, tất cả mọi thứ kiểu như mình không còn là mình nữa. Áo thì lúc nào cũng ướt sữa. Em bị nổi cả mấy cái mụn thịt lên á, rồi kiểu thâm đen, bắt đầu thì cơ địa mỗi người mà, rồi quần cổ em bị thâm đen. Rồi mũi mình to này kia, mình nghĩ mình chưa bao giờ mình sẽ như vậy. Em không muốn chồng em đụng em luôn á chị. Wow. Kiểu như chồng em đi làm về kiểu như ôm em hung này kia. Em đẩy như kiểu nó là em cứ quay qua kiểu em cứ nhìn ổng em hỏi sao em khóc. Còn kiểu chắc nghĩ là đang thương hại mình. Đúng rồi, chính xác luôn. Trời, tới bây giờ em nghĩ là rất sợ. Rồi sau hàng loạt những cái điều rất bi kịch như vậy thì em đã tìm lại em bằng cách thực nào? Thực ra là em tìm lại em mình nhờ ông xã em. Ừ. Là thiệt ra đối với người lớn á, là họ sẽ không, trong thời gian kiên cử mình đâu có được đi ra đường. Đúng em rồi. Còn nhớ hôm đó là 30 tháng 4. Bình thường trên chỗ làm của ông xã em là không được nghỉ những ngày lễ. Ừ. Thì ổng mới xin nghỉ, hôm đó là ổng dẫn em, ổng lôi em ra ngoài đường là cho em đi coi phim, xong rồi dẫn lên chỗ làm của ảnh chơi. Thì lúc đó là ảnh còn làm tin Vitexco để coi pháo bông á, thì cũng có nhiều người sầm xì nói là sao mới sinh mà cho đi ra đường. Giới với ông xã em không cần biết, em chỉ thấy là kiểu như là ảnh luôn đứng ra mặt để bảo vệ em trong tất cả mọi tình huống, thậm chí ở gia đình ảnh luôn. Dạ. Yeah. Ủa chị, cảm giác khi mà cưới một người chồng mà nhỏ hơn mình 5 tuổi á, thì cái chênh lệch về suy nghĩ nó có lớn không ạ? Nhiều luôn á. Đàn ông khi mà họ bằng tuổi mình, họ cũng đã nhỏ hơn mình, cái suy nghĩ cũng đã nhỏ hơn vậy mình. Sao đừng nói chi ta vậy? Bây giờ mê trai chị đó. Ơi đẹp trai quá mê đó đấy, quá mê giờ. Cũng là chồng tên Khánh, chồng em cũng tên Khánh, nhưng trùng Khánh nó giống, nó không hề, nó không hề được giống như vậy. Nhiều khi cũng một cái tên mà hai số phận. Nhưng mà chồng em có tiêu cực không? Dạ chồng, dạ không. Cái gì vậy? Cái gì mà bà quay qua rồi? Đưa lại chị mấy ông chồng hãy trả về không gian cho những đứa con. Dạ, đi. Đưa những đứa con. Dạ vâng, đây là trái cho mẹ biển sổ. Hoặc là này, chắc bữa nay tôi biết tại sao tôi ngồi đây luôn rồi đó. Để tôi lôi mấy cái vụ này ra nè. Ủa chị, lúc mà con của chị á, bố mẹ phải không ạ? Thì bao nhiêu lâu là ngưng bú? Gần khoảng 4 tháng. Tự nhiên đến một ngày đẹp trời, nó giống như là hôm nay nó đang bú bình thường. Qua hôm sau tự nhiên nó đẩy vô. Hôm nay đó không bao giờ đẹp trời. Em không hiểu lý do vì sao tự nhiên mình đưa, tự nhiên nó quay mặt chỗ khác, nó không chịu, nó nhè ra. Thì thời điểm đó em cũng căng thẳng, cái xong rồi thực ra thì mình vẫn có máy mình hút sữa, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc mà em đúng. Bé nó mút. Em bé mút tự nhiên thì cái sữa vẫn tốt rồi hơn. Em cứ căng thẳng, em cứ cố gắng em vắt vậy đó. Kiểu như là hai mẹ em cũng thấy em cực quá. Mẹ chồng em mới nói thôi thì bây giờ thôi, nếu mà nó không chịu thì thôi thì mình cho nó uống sữa ngoài. Thật sự là em cũng thấy em may mắn. Kiểu mẹ chồng em cũng tâm lý á, cũng thương về cái kinh tế, thì cũng nói là thôi thì con cứ cho nó uống sữa ngoài đi, rồi mẹ hỗ trợ được cái gì mẹ hỗ trợ cho. Rồi em bị một cái tâm lý đó là em không muốn ai đụng vô con em. Quá. Sao em không có tin tưởng, thậm chí mẹ em luôn. Em sợ cái gì? Thì trong khoảng thời gian mà em rơi vào cái trạng thái trầm cảm đó là em cũng cấu gắt mẹ em được cái việc đó. Mẹ em cứ vô nói là trời ơi, nằm đi đừng ngồi nữa, tại vì mới sinh xong là không có được ngồi đâu lưng. Đúng rồi. Cứ nằm mà em cứ kiểu như là em cứ muốn ôm nó, em cứ ngồi em dựa cái gối em cứ ôm nó như vậy, nên em chỉ muốn ôm trong người. Dạ, vậy thì sức khỏe sau sinh của chị nó còn những gì thay đổi nữa không? Hồi đầu á,
em đơn giản em chỉ nghĩ là cái việc khi mà mình sinh xong á, mọi thứ nó sẽ trở lại như cũ. Nhưng không hề. Sao em có một cái niềm tin tinh khôi vậy Tú? Thực ra là mình cũng phải can thiệp. Em cũng phải kiểu như mình uống thuốc bổ. Em đi tiêm thẳng chất dinh dưỡng vô da mặt em luôn. Tại vì là đó là da dẻ em nó khô. Rồi mình phải sử dụng những cái giống như là nách nè, nách mình thâm nè. Mình phải làm cho nó hết thâm. Cứ sáng dậy là uống thuốc này, rồi đến trưa uống thuốc kia. Rồi cứ xen kẽ là trong một ngày là em phải sử dụng thuốc. Tại vì bác sĩ nói em bị mất quá nhiều thì em phải bổ sung nhiều. Mà chị có bị mất trí nhớ không? Có, giảm trí nhớ kinh khủng. Chị vừa mới nói chuyện với em xong vấn đề đó. Dạ. Quay đi cái lại chị hỏi. Đó, giảm trí nhớ kinh khủng mà cái hình ảnh mà trong gương mà mình soi lại không lúc mới không quên. Bao giờ phai nhạt không là biết nó chấn động tới mức độ nào. Ủa giống như em á, giống như là ủa giờ mới đây mới vừa ngày hôm kia có người gọi điện cho em, nói ờ chào em Thanh ơi, chị ơi là ở bên ơi sao chị có một cái thứ gì nè, ờ chị nói gì vậy chị, à chị nói lại chị, à dạ ok hiểu rồi, ủa hồi nãy ờ không cái khúc trước đó chị nói gì vậy chị, vừa nhiều khi là vừa cúp máy xong mà của mình nó ủa nãy giờ mình đang nói cái gì vậy ta, phải gọi ngược là hỏi lại cái vấn đề đó. Em không biết làm sao để khôi phục lại được luôn, thậm chí là cái bữa mà trước khi đi quay cái này nè là em cực kỳ lo lắng, suy nghĩ trời ơi giờ bây giờ hả, nhiều khi người ta kể chuyện cái mình ngồi nghe cái hồi mình quên hết người ta kể không gì lại hỏi lại nữa đúng không, thì đó trời ơi phải nói nam mô không được quên kể chuyện nam mô không được quên tên khách mời không, thực ra là chúng ta phải tìm nhiều cách á, có cả cách bên trong lẫn bên ngoài, ví dụ như Tú nói là hàng loạt những cái việc mà bổ sung các loại chất trong thuốc uống nè, với chỉ định của bác sĩ, nhưng mà bên cạnh đó là mình phải coi lại. Ví dụ mình phải hỗ trợ phương pháp làm việc ghi chép hoặc có người nhắc việc hoặc đúng là rồi. một cái công cụ nào đó. Cho nên mới thấy rằng là cái hành trình bỉm sữa nó không dừng lại ở cái tã, cái hộp sữa và đứa nhỏ mà nó thực sự là cả một cái sự chấn động về cuộc sống của bà mẹ. Thay đổi hoàn toàn. Đúng. Tính em thì trước giờ em thích la cà tụ tập. Và trong cái khoảng thời gian mà em bị cái đó nha, em còn suy nghĩ tới mức mà tự nhiên cưới chi gì, đẻ chi gì. Bây giờ mình vậy, phải vậy. Như vậy. Rồi em nhiều lúc em muốn bỏ, em muốn bỏ đi luôn á. Bao lâu mình mới cho ông chồng mình đụng lại mình khi mà trước đó sau khi soi gương trời là cứ đuổi, cái chuyện đuổi, đó là đuổi. Em đó là em buồn cười. Một tháng sau khi sinh là bác sĩ hẹn tái khám. Mình không biết thì mình hỏi. Thì em hỏi bác sĩ là ủa bác sĩ ơi thì sinh xong bao lâu thì hai vợ chồng mới gần gũi lại nhau. Dạ. Thì cái chị bác sĩ đó chỉ vừa cười vậy đó với em thì chị nói là theo dân gian ông bà hồi xưa á nói thì phải 3 tháng 10 ngày hay sao đó. Thì em về em nói với ổng vậy. Em nói cái mà kiểu buồn cười là hôm đó đúng một tháng là thôi nhà con nghe ê đầy tháng thì ổng cũng chở em đi khám mà kiểu như là rậu được à đúng rồi dê dê anh hôm nay đầy tháng em nhớ ổng còn úp cái status nữa mà hồi đó em đọc cái status đó trên Facebook em không hề hiểu. Trời ơi ổng hào hứng tới vậy luôn hả? Ổng nói là hôm nay là cái gì lành tháng gì đó, ổng hashtag ổng ghi là tối nay làm gì. Em đọc em không hề hiểu. Lát hồi mọi người đều cười em quay qua cái cho em hết hồn chị. Cái xem cái em vô em comment không có đâu mày. Bác sĩ nó 3 tháng mới được nha chưa. Đó, cơm nó cái quay qua kiểu đâu bác sĩ nào ở đâu ra có dù 3 tháng. Họ hút đang sao tốt, ngày lành tháng tốt anh hút em luôn. Rồi tới đó làm gì? Không làm gì hết chị. Tại sao? Tại vì em cũng đọc, em cũng xong về em cũng Google search. Thì hỏi thì cũng coi này kia. Có người thì cũng nói là tùy cơ địa mỗi người. Dạ. Bác sĩ lúc đó có nói em là thì mọi thứ của em bình thường. Thì bình thường thôi. Nhưng mà em vẫn sợ. Như vậy thì có đúng tới 3 tháng không? Nếu như đã giữ gìn thì có giữ gìn tới 3 tháng không? Chị đáng xem, là chồng em để tới 3 tháng không? Em nghĩ là không. Thấy chưa? Chồng em có thuyết phục em không chịu đi chăng nữa. Thì cũng đâu giờ được người gì khỏe đâu. Người yếu, nào khỏe hơn nào thắng thôi. Đó là vậy đó. Ôi đó là một cuộc chiến nữa. Nó là một cuộc chiến. Em chợt nhớ tới thằng Khánh của em. Khi vừa mới đẻ xong thì cũng có đòi hỏi xong kêu không em không cho. Ta sẽ nhào tới tao vừa tới tao có bớt một cái. Nực nghỉ luôn nín. Mọi thứ trùng xuống. Em nói là không, chưa được. Tét chết mổ không được. Rồi sao bạo lực gia đình vậy? Em nói rất là nhẹ nhàng thôi nha, nó không được đâu, tét chết mổ anh Hồng nha, tao nói không được nha. Ui ui vậy. Nó đang nhỏ nhẹ bây giờ nghe tao khi tái nhưng mà nín lên. Giờ tôi nghĩ sao bữa nay hai người này follow Facebook của nhau luôn để chế độ ưu tiên xem trước luôn á. Đồng cảm gì mà dễ sợ luôn á. Nhưng mà có một điểm không có tương đồng là bà này bà hay đánh chồng lắm. Chồng em thì có đáng đánh không? Trời sao không chị? Cái gì vậy? Vậy là có tật xấu đúng không chị? Trời ơi. Bảo là không, em không diễn tả được chị. Có khi nào ơi. Em nghĩ rằng là bởi vì em kỹ tính hơn nên em sẽ thấy bạn ấy có nhiều cái chưa được hơn không? Tật xấu thật ra chồng em thì kiểu như chỉ có cái kiểu mà gắt ngủ thôi. Lại đi cái giận cá chém thớt là cái đến bây giờ. Giận cá chém thớt hả? Là đôi lúc là hai vợ chồng vẫn sẵn sàng nhau vậy đó. Đang bực mình ví dụ đi, ngủ không đủ giấc. Cáu gắt. Ok, cáu gắt tất cả mọi người. Nói chuyện nói ra những lời khó nghe. Em là giờ ok, em không nói. Có một hôm là em điên tới mức là con em thì cái lúc đó là trong nó đang trong cái tuần gọi là Wonder Week. Nó bị khó chịu thì nó đào bồng.
Ông này khó ngủ. Thằng nhỏ nó thiệt ra là thằng nhỏ nó không có muốn bú, em nhìn là em biết. Ông có rút bình sữa vô miệng xong lát cầm, chỉ biết cầm nguyên cái bình sữa quăng. Bởi vì con không có... Em đang đứng trước mặt em qua em hỏi làm gì vậy? Bình thường là em sẽ im em không nói, nhưng mà hôm đó là em quá đi rồi em nói là làm gì làm. Nhưng mà để mà dẫn cá chém thớt lên con, lên đứa con là em không bao giờ em chấp nhận được. Em giận em không nói chuyện 3 ngày em bỏ đi. Bỏ đi 3 ngày luôn. Lúc đó là em có suy nghĩ trong đầu là em không tiếp tục sống với cái người này nữa. Nặng vậy luôn. Ủa một hành động nhỏ như có thể quăng ra. Tại vì những cái hành động mà bạo lực trước mặt con nhiều khi nhìn thấy rất là khó chịu. Giận cái gì giận, nhưng mà đối với em, ví dụ em cũng thiếu ngủ nhưng em không cấu gắt với con. Anh bản thân anh biết anh sai, tại sao anh không thay đổi? Có nghĩa là em không bắt anh thay đổi liền một cái rụp. Nhưng mà anh phải ít ra phải có cái gì đó chút xíu, cố gắng tí xíu. Là cái đó được, đó là đỉnh điểm. Rồi em nói luôn là em không chấp nhận cái lời xin lỗi. Đừng nói xin lỗi với em. Là đó em suy nghĩ trong 3 ngày đó em suy nghĩ tới cái việc là em có không khi muốn... nào dừng lại ở đây không? Chính xác. Em không muốn tiếp tục nữa, tại vì bây giờ nó mọi thứ nó mới bắt đầu nó đã như vậy rồi. Về sau thì sao? Thì ông cũng có nói là anh chưa bao giờ anh nghĩ đến cái việc hai đứa mình sẽ chia tay hết. Nhiều người cũng khuyên em, cũng nói em là thôi thì bây giờ cũng suy nghĩ lại. Tất cả mọi thứ chung quy lại cũng chỉ vì con, thì mình sẽ suy nghĩ lại. Ok thôi, hai vợ chồng thì cũng bình thường trở lại. Thật ra cuối cùng mình cũng đã bao dung đúng không? Vậy thì sau cái biến cố đó và tổng hợp tất cả những tật xấu của chồng chị, thì ngày hôm nay chị có gì muốn nhắn gửi đến chồng chị hay mong muốn thay đổi cái gì với chồng chị không? Anh bớt xàm lại giùm em. Anh bớt làm phiền em mỗi tối mỗi khi em đi diễn về. Trời ơi, nhiều lúc em đi diễn về em mệt, vừa nằm xuống khá xà lại nhiều. Là chị biết nhiều lúc á mà em nói là em chỉ muốn ở ngoài, em không có dám về nhà. Tại em về nhà em phải đối mặt với biết bao nhiêu kiểu như là con quái vật nó hiện ra trước mặt em đó chị. Mỗi lần em làm vợ chồng em là em chỉ im lặng thôi, là thanh niên nó sợ. Còn kiểu mà mỗi lần em đáp lại một cái gì đó là kiểu như thanh niên là kiểu ai lấy ra im lặng thì thanh niên nó sợ. Em sẽ áp dụng sự im lặng. Cuối cùng là bây giờ mẹ bỉm sữa nào nhắn? Tự nhiên cái tình hình nhắn gửi Thánh luôn vậy đó à. Không, thực ra thì với cái trải nghiệm của Tú ngày hôm nay á, thì chị chỉ có một cảm giác trong cái câu chuyện của chúng ta thôi. Thực ra thì đằng sau một cái sự mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì cái tình mẫu tử nó luôn làm cho các bà mẹ có những cái giới hạn rất là vô biên. Mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn khi mà chúng ta làm mẹ. Dạ đúng. Và chị nghĩ rằng là cái giá trị làm mẹ nó nằm ở chỗ là chúng ta cùng với con thay đổi và tạo dựng ra những cái điều tích cực cho cuộc sống của mình. Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của chị Tô Nhi A